Mới đang chạy. Diễn. Dạ, tôi là MC Kỳ Lạ. Xin hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình Thời sự sự thời của đài truyền hình Kỳ Khôi. Anh nhắc lời đi, anh nhắc lời. Cái gì? Anh nhắc lời. Tôi đạo diễn hả? Dạ hả? Ủa anh MC anh không học thuộc hả? Trời ơi, không học thuộc lòng sao làm MC được? Không phải, em là con người chứ phải con thú đâu mà bắt học thuộc lòng hoài. Thì em cũng chưa thuộc lắm thôi cho em cầm em liếc liếc được không anh? Em liếc liếc nha. Được, lấy cái mặt thôi, đừng lấy cái tay em. À vậy đi được không? Lấy tiếng nói nữa thôi. À, lấy tiếng nói. À, gì anh? Lấy tiếng nói rồi hả? Cái hình chút nữa tôi kia sao? Thôi nè, em bỏ luôn nè, em bỏ cái điện thoại luôn nè, rồi xong, quay mặt em đi. Giờ chuẩn bị chưa? Tập trung chưa? Chuẩn bị rồi nè. Má đang chạy. Dạ. Trời, tôi nói quay chạy đi ông giả tôi chi. Cho tôi nói diễn anh ơi. Dạ, em quên. Má chạy. Chiều qua tại huyện Thủ Đức 1, cơn mưa to. Khoan, cắt. Gì mà huyện Thủ Đức 1 ở đâu ra? Thì đây nè, trong kịch bản nó ghi sao em đọc vậy thôi. Tại huyện Thủ Đức 1, cơn mưa to đã làm một số nơi ngập lụt dữ dội. Trời đất ơi, cái bà biên kịch này bắt ghi sao bắt anh phải biết chứ, anh biết huyện Thủ Đức có ai có huyện Thủ Đức 1 chứ 1, tự nhiên thêm vô. Thì bởi vậy em biết là cái chữ Thủ Đức rồi đó. Thôi. Rồi vậy thôi em đọc lại nha. Thôi tập trung nha. Dạ. Máy chạy. Yes. Dạ, kính thưa quý vị, chiều qua tại huyện Thủ Đức, một cơn mưa to đã làm một số nơi ngập lũ dữ dội. Cũng liên quan đến mưa lớn, hôm qua đoạn đường qua dòng xây Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đài Nông, trời mưa rất to, đường rất trơn. Ê khoan, cắt nữa. Gì nữa vậy anh? Cái tỉnh này tỉnh mới của Việt Nam mình. Tỉnh Đài Nông. Tỉnh Đài Nông đâu, tỉnh Đài Nông. Đây nè, ở trong đây nó ghi chữ Đài Nông nè. Không có anh ơi, tỉnh Đồng Nai anh, đọc rõ không? Tỉnh Đồng Nai, anh đọc sao Đài Nông? Trời đất ơi, anh mắc cười dễ sợ luôn á, đó là cái chiêu trò, cái mảng miếng của em. Em biết đó là cái tỉnh Đài Nông, ở quên Đồng Nai. Nhưng mà em phải cố tình em làm vậy, em phải nói là Đài Nông xong chí lộn quên Đồng Nai. Đó, khán giả cười, anh hiểu không? Đó, khán giả cười quá trời luôn rồi đó. Chiêu trò của em, anh không hiểu gì hết trơn, trời ạ. Anh làm gì khóc? Sao có gì đâu mà anh khóc? Tôi làm chuyện cũng giống anh, tôi lãnh lương cũng giống anh, mà sao đời tôi cứ cực dữ vậy? Mỗi lần quay tới anh rồi tôi cực 5-7 lần. Gì đâu cực trời, tôi không hiểu sao tôi cực quá. Nhiều lần tôi đề nghị nhà đài đổi MC đi, tôi nói MC này không được. Nhà đài nó nếu đổi thì đổi đạo diễn chứ không đổi MC được. Tại nó anh đang khó, anh có chiêu có trò, khán giả thích anh, tôi bấm bụng tôi quay anh. Mà tôi chịu không nổi. Trời ơi, thời thế mà. Cái thời nó tới rồi cái người đó phải hưởng thôi, đúng không? Tôi hiểu. Thôi làm việc đi. Ông đạo diễn cũng có tâm trạng kệ ông. Làm việc đi, về chỗ ngồi đi, làm việc đi. Dạ, hôm qua, đoạn đường qua dòng xây Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trời mưa rất to, đường rất trơn trượt. Vì thế, quý vị nên cẩn thận tránh té ngã, nhất là những xe chở bia, rượu, nước ngọt, đặc biệt hơn nữa là những xe chở nước mắm. Bởi dù có bị té ngã ra đường, không sợ bị hôi nước mắm, mà sẽ gây ra hôi đường, mất mỹ quan đô thị. Tại các tỉnh Bắc Bộ, không khí lạnh vẫn tiếp tục gây mưa, trời rét kèm mưa gây hiện tượng rét buốt, rét hại và rét thấy sợ. Ở Sapa, nhiệt độ âm 1 độ C cho nên tuyết đã rơi. Ôi, oh my god, tuyết rơi kìa. Ôi sao lạ thiệt. Ở châu Âu người ta mới có tuyết, còn ở Việt Nam lần đầu tiên mới có tuyết, cho nên tất cả các bạn đã ào lên Sapa chơi với tuyết, đùa với tuyết và chụp hình với tuyết đăng lên Facebook. Ôi, tuyết rơi nhiều quá. Ôi, tuyết rơi. Ôi, ôi tuyết, ngoài kia tuyết rơi đây. Tôi chịu hết nổi rồi. Bây giờ nhà đài không đuổi tôi cũng nghĩ. Thôi nghĩ đi, quan trọng là thời thế tạo anh hùng, tôi vẫn còn rất hot. Make up, quá trời á. Mệt dễ sợ luôn vậy đó. Nhẹ nhẹ thôi cái lực mũi người ta sửa mà cứ ấn.